Chào các bạn, vừa qua mình có mua một cái máy làm sữa đậu nành hiệu Magic. Model của máy là A68. Mình xem thấy quảng cáo nên mình mua về nấu thử xem thế nào nha các bạn. Đây là nhân vật chính. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Máy mở ra thì rất là đẹp và sang trọng nha các bạn. Ở trên cùng là cái menu chức năng để sử dụng. Nói chung là màu sắc máy thì nhìn nó sang trọng, máy thì cũng cầm hơi nặng chút. Rồi bây giờ mình mở cái nắp ra thử xem. Cái nắp mình phải lắc lắc mở nó mới lên nha các bạn, thì nó nặng ngay chỗ cái phích cắm điện vô nhau đó. Đó, đây là cái phần máy ở trong của nó. Đây là cái bốn cái chấu cắm điện từ ở dưới lên đó, cắm vô đây nha các bạn. Và cái nồi đựng sữa ở trong có cái ca mình chưa bỏ ra, cái ca để đựng sữa đó các bạn. Rồi mình đậy cái nắp lại. Khi các bạn đặt cái nắp thì các bạn chú ý là phải để cho bốn cái chấu điện cái nắp đó, nó trùng khớp với bốn cái lỗ ở trên cái quai ca nha các bạn. Rồi các bạn ấn xuống. Rồi phần dưới là cái lỗ cắm điện. Rồi phụ kiện gồm có dây cắm điện, sách hướng dẫn, một cái lon để đong đầu và một cái vợt để lọc sữa. Và bây giờ chúng ta cùng nấu thử nha các bạn. Rồi, chúng ta cùng bắt tay vào nấu thử nha. Phần đậu nành này là đậu khô nha các bạn. Mình đã pho sạch và bỏ trong chén. Đây là cái lon trong cái máy nó cho theo để mình đong các bạn. Mình đong 1 lon rưỡi. Đây là nước để đổ vào trong máy để nấu. Rồi bây giờ chúng ta mở cái nắp của cái thiết bị ra. Rồi bắt đầu chúng ta bỏ đầu vào. Tiếp theo chúng ta đổ nước vô nha các bạn. Nước là trong sách hướng dẫn nó có chỉ là đổ tới cái vạch chữ mát đó. Trong cái ca nó có hai cái ngấn là chữ min ở dưới và chữ mát ở trên đó các bạn. Là các bạn đổ nước vô tới cái vạch chữ mát. Rồi, nước đã đổ xong. Bây giờ chúng ta sẽ đậy cái nắp lại. Khi đậy các bạn phải để bốn cái chấu điện nó ăn xuống bốn cái lỗ ở dưới cái quai nha các bạn. Rồi các bạn ấn nó xuống cho nó khít. Khóa nó lại. Rồi, bây giờ chúng ta cắm dây nguồn vào, cắm dây nguồn điện đó. Rồi, máy đã vào điện rồi các bạn. Khi mới vào điện thì
cắt đèn nó sáng hết nha các bạn. Rồi mình sẽ bấm cái nút tròn. Đó, đầu tiên là ngũ cốc, cái đèn nhấp nháy đó. Rồi các bạn ấn tiếp một cái nữa là nó sẽ qua là đậu ngâm. Có nghĩa là đậu các bạn ngâm nước trước á. Rồi ấn một cái nữa nó sẽ qua là đậu khô. Đó là mình đang nấu đậu khô bây giờ đó. Rồi tiếp theo các bạn ấn nút bật. Nó có để chữ bật tắt á. Các bạn ấn nút bật. Rồi máy đã khởi động. Cái ưu điểm của cái máy này là nó có cái thanh thời gian để báo bắt đầu và kết thúc khi làm xong nha các bạn. Và bây giờ mình xem đồng hồ là 9 giờ 32 phút. Và máy của chúng ta đang bắt đầu nấu đó nha các bạn. Thì lúc đầu thì hình như máy chỉ làm nóng và nấu thôi. Rất là êm, chưa có say đâu nha các bạn. Thanh báo thời gian đã được một nửa rồi đó các bạn. Hãy chờ tiếp các bạn nha. Máy này nó có ưu điểm là gọn gàng, không có rườm rà nha các bạn. Các bạn chỉ bỏ đậu, bỏ nước vào là máy tự làm. Máy có ưu điểm là có cái thanh thời gian báo cho chúng ta biết là máy đang nấu tới đâu. Và cũng có một cái nhược điểm là cái tiếng xay thì hơi lớn. Nhưng mà thỉnh thoảng thì máy mới xay thôi các bạn, chứ không phải là xay liên tục. Lâu lâu mới xay một chút thôi. Thỉnh thoảng máy chỉ xay một chút thôi các bạn, nên cũng không có gây tiếng ồn là bao. Thanh báo thời gian đã đầy, quá trình nấu chắc sắp xong rồi các bạn. Thật đúng lúc, máy đã tiết và báo quá trình nấu sữa đã xong các bạn. Một ưu điểm nữa là cái vỏ máy không có nóng nha các bạn, và sữa không có bị trào ra ngoài. Một điểm cộng rất là đáng giá các bạn. Và bây giờ mình xem đồng hồ là 10 giờ 1 phút nha các bạn. Trên máy có nút làm sạch nha các bạn. Trong quá trình nấu thì máy hơi nóng. Khi nấu xong chúng ta phải để một chút cho máy nguội. Thì hỗn hợp trong đó lắng xuống. Chúng ta phải ấn cái nút làm sạch để cho máy khuấy cái hỗn hợp trong đó lên nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta rút dây nguồn điện ra. Mở nắp ra xem thế nào nhé các bạn. Và đây là thành quả của máy vừa làm xong đó các bạn. Nhìn màu sữa cũng hấp dẫn và cũng đẹp mắt lắm. Đây là sữa nguyên chất nha các bạn. Nếu các bạn muốn thêm gia vị như vani hay lá dứa cho ngon hơn thì tùy các bạn. Bây giờ chúng ta đổ sữa qua cái vợt để lọc lấy cái bã đậu ra nha các bạn. Rất hấp dẫn các bạn. Và cuối cùng chúng ta cũng được một tô sữa nguyên chất. Và đây là cái bã mình đã lọc ra. Thành quả cuối cùng là được một tô và gần một chén sữa nguyên chất. Thật là tuyệt vời phải không các bạn? Qua sử dụng, mình thấy một cái khuyết điểm lớn của cái sản phẩm này là khi các bạn vệ sinh rửa, các bạn chú ý đừng để nước lọt vào bốn cái lỗ của cái ổ điện này nha các bạn. Muốn chắc ăn cẩn thận, các bạn hãy lấy một cái bịch ni lông chùm và cột lại rồi các bạn rửa. Rửa xong các bạn phải úp lên để cho nó khô ráo.
Còn cái phần nắp cũng vậy, các bạn khi rửa phải chú ý đừng để nước nó vào bốn cái chấu điện ở trong đây. Và nếu có lỡ vào các bạn phải lau thật khô và để cho ráo. Mình nghĩ các phiên bản sau nhà sản xuất nên cải tiến cái phần này. Một cái khuyết điểm nữa là khi mình gắn cái nắp vào mình phải ấn mạnh nó xuống. Và khi mình nấu xong thì cái rất là nóng và mình dỡ lên rất là khó, phải dùng hai tay mới dỡ lên được. Và đây là một cái cần khắc phục. Video của mình đến đây là kết thúc. Mến chào các bạn.